Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta đều biết là hiện nay cái tình trạng thừa cân béo phì thì ngày càng có xu hướng gia tăng, kể cả ở Việt Nam cũng như là các cái nước trên thế giới. Và theo cái cuộc tổng điều tra mới nhất của Viện Dinh dưỡng Quốc gia năm 2020 ấy, thì cái tỷ lệ thừa cân béo phì ở người lớn ấy, trước đây năm 2010 thì chỉ có khoảng 9,8% thôi, thì bây giờ nó đã tăng lên gấp đôi, tức là tăng lên 18,8%. Như vậy thì chỉ trong có 10 năm thôi thì cái tỷ lệ thừa cân béo phì cũng tăng cao lên rất là nhiều. Mọi người thì ai cũng mong muốn mình có một cái thân hình thật là cân đối, bởi vì là cho mình tự tin trong cuộc sống hơn, tự tin trong giao tiếp hơn. Nhưng quan trọng nhất là chúng ta có một cái sức khỏe tốt hơn. Bởi vì thừa cân béo phì thì nó liên quan chặt chẽ đến những cái bệnh mãn tính không lây có liên quan đến dinh dưỡng, ví dụ như đái tháo đường type 2, tim mạch, huyết áp, tiểu đường và kể cả là ung thư. Và đặc nhất là đối với chị em phụ nữ của chúng ta thì ai cũng luôn mong muốn mình được sở hữu một cái thân hình thật là thon gọn, thật là đẹp, săn chắc, đúng không ạ? Thì đấy là niềm mong ước của mỗi người. Chính vì vậy cho nên là hiện nay đánh vào cái tâm lý của chị em như vậy, cho nên hiện nay có rất nhiều những cái sản phẩm giảm cân trôi nổi trên thị trường, những sản phẩm không rõ nguồn gốc hay là kể cả những cái sản phẩm khác nữa. Thế nhưng mà có một cái điều các bạn biết là từ trước đến giờ thì hầu hết tất cả những cái sản phẩm giảm cân đều là ở cái dạng thuốc uống, dạng thực phẩm chức năng hay là những cái sản phẩm ăn kiêng thôi. Nếu như những cái sản phẩm giảm cân thông thường trước đây chúng ta thường dùng, ví dụ như là thuốc giảm cân này, hay là thực phẩm chức năng này, hay là những cái thực phẩm ăn kiêng, thì hoàn toàn là chúng ta phải dùng đưa vào trong cơ thể và nó qua cái đường tiêu hóa của chúng ta. Thế nhưng mà đây thì chúng ta lại sử dụng cái này là hoàn toàn không bằng đường, có nghĩa đường con đường khứu giác, tức là chúng ta chỉ cần hít cái tinh dầu có ở trong cái sản phẩm này thôi, mà những cái tinh dầu này khi vào trong cơ thể thì nó lại có những cơ chế giảm cân cũng không kém gì những cái sản phẩm trước đây chúng ta vẫn hay dùng, và thậm chí lại còn an toàn hơn rất nhiều, bởi vì chúng ta đưa vào không phải bằng đường uống mà chúng ta chỉ bằng đường qua con đường khứu giác thôi. Thế thì vậy thì cái cơ chế giảm cân của cái sản phẩm này nó như thế nào? Thì chúng ta được biết là muốn giảm cân thì đầu tiên là chúng ta phải tăng tiêu hao những cái chất dinh dưỡng dư thừa trong cơ thể để cung cấp năng lượng cho chúng ta hoạt động. Và thứ hai là nó giảm ức chế cái sự hấp thu đường, hấp thu chất béo, hấp thu protein, tức là những cái dưỡng chất vào trong cơ thể. Nhưng mà nó lại giúp cho cơ thể của chúng ta tăng cường chuyển hóa những cái chất dinh dưỡng này, những cái chất này để làm sao? Để cung cấp năng lượng cho cơ thể chúng ta hoạt động. Thế chính vì vậy cho nên cái cơ chế giảm cân của cái thanh hít Slim Stick này thì thứ nhất là đầu tiên là nó tăng cường chuyển hóa các chất dinh dưỡng trong cơ thể, đặc biệt là tăng cường chuyển hóa protein, tăng cường chuyển hóa chất béo và tăng cường chuyển hóa chất đường, tức là đường glucose. Thế chính vì vậy cho nên là nó cung cấp năng lượng cho cơ thể của chúng ta hoạt động, và thứ hai là nó lại giảm ức chế hấp thu chất béo cũng như là hấp thu chất đường vào trong cơ thể của chúng ta. Và chúng ta biết là những người thừa cân béo phì thì thường gắn liền với việc tăng đường ở trong máu và tăng sản xuất insulin, cho nên dẫn đến tình trạng kháng insulin là một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến bệnh tiểu đường type 2. Mà bệnh tiểu đường type 2 thì chính là hậu quả của những người bị thừa cân béo phì. Đấy, cái cơ chế của nó rất là đặc biệt như vậy. Rồi cái cơ chế tiếp theo nữa là giảm cảm giác thèm ăn. Nhưng mà giảm cảm giác thèm ăn, chúng ta có thể ngăn chặn được cơn đói thì các bạn đều biết rồi. Những ai đã từng dùng các cái phương pháp giảm cân thì có lẽ là cái khó khăn nhất đối với những người đó là chúng ta không kiềm chế được cái cơn đói nó hoành hành của chúng ta. Thế cho nên chúng ta không kiềm chế nổi, cho nên chúng ta đã nạp năng lượng vào, mà khi mà chúng ta nhiều khi là chúng ta nhịn ăn quá đà rồi xong chúng ta lại nạp quá nhiều năng lượng vào một lúc ấy, thì cái năng lượng dư thừa này nó lại hoàn toàn chuyển hóa thành chất béo, đặc biệt là làm cho phình to cái tế bào mỡ, và chính vì vậy làm cho chúng ta tăng cân. Đấy, làm cho chúng ta hạn chế nạp năng lượng vào thì đương nhiên là sẽ giảm cân rồi. Nhưng mà các bạn đều biết là thông thường nếu như các bạn, nhất là các bạn nữ của chúng ta muốn nhanh chóng giảm cân, cho nên chúng ta đã dùng những cái phương pháp giảm cân nó không được khoa học lắm, như vậy như là rất là nhiều bạn là nhịn ăn chẳng hạn. Thì cái tình trạng nhịn ăn có rất nhiều người sẽ dẫn đến cái tình trạng hạ đường huyết. Chúng ta chắc các bạn cũng đang nóng lòng muốn biết rằng là vậy thì thành phần sản phẩm của nó là có chứa những chất gì, đúng không ạ? Thế thì trong thành phần sản phẩm ở đây thì hoàn toàn là chiết xuất từ những cái thảo dược quý từ thiên nhiên. Hàng đầu ở đây phải nói đến thứ nhất là chiết xuất từ cái cam bơ gamot. Thứ hai là chiết xuất từ cúc la mã. Thứ ba là thành phần chiết xuất từ đinh lăng. Thứ tư là quế và thứ năm là quýt. Thì trong cúc la mã là có chứa hai cái flavonoid có tác dụng rất tốt để điều hòa đường huyết. Cho nên khi mà dù các bạn không nạp năng lượng vào đi chăng nữa, không nạp các cái gluco hay là không nạp các cái chất dinh dưỡng vào cơ thể, nhưng mà chúng ta vẫn không cảm thấy mệt mỏi, thì chúng ta biết là cam gamut thì cái chiết xuất thì nó có chứa hàm lượng lớn các cái chất
TLN. Trong cái thành phần của nó thì thứ nhất là đầu tiên là nó tăng cường chuyển hóa các cái chất dinh dưỡng trong cơ thể. Với những cái tinh chất mà những cái thành phần đặc biệt có ở trong sản phẩm như tôi phân tích ở trên thì các bạn hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng mà chúng ta không lo. Và chắc chắn là khi lựa chọn bất cứ một cái sản phẩm hỗ trợ giảm cân nào thì hầu hết mọi người của chúng ta là đều quan tâm đến cái nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm, đúng không ạ? Và cái câu hỏi đầu tiên chắc là các bạn cũng hỏi là vậy thì dùng cái thanh HIIT Slim Stick này nó có gây cái nguy hại, tác hại gì cho cơ thể của chúng ta không? Thì theo cái tìm hiểu, nghiên cứu về sản phẩm thì tôi thấy là đây mà cái sản phẩm các bạn hoàn toàn yên tâm, là bởi vì nó được chiết xuất hoàn toàn 100% từ thiên nhiên, tức là từ những cái thành phần dược liệu quý đấy. Và các bạn yên tâm là nguồn gốc xuất xứ thì rất là yên tâm rồi, nguồn gốc xuất xứ từ Pháp, một trong những cái nhãn hiệu rất là nổi tiếng là Poet Central, tức là một trong những nhãn hiệu là có rất nhiều những cái sản phẩm bán trên thị trường rất là nổi tiếng rồi, mọi người hoàn toàn có thể yên tâm. Hướng dẫn mua hàng từ video. Các bạn có nhu cầu đặt mua hãy bấm vào link đặt hàng bên dưới video bằng cách sau. Nếu xem trên điện thoại, hãy bấm vào tiêu đề của video. Khi đó màn hình sẽ hiển thị ra thông tin về sản phẩm. Bấm vào link mua hàng như hình, điện thoại của bạn sẽ mở ra website đặt mua. Nếu ở màn hình máy tính, thì link sẽ nhìn thấy ngay bên dưới video. Các bạn chỉ việc bấm vào link và màn hình sẽ ra trang web công ty để đặt mua.